Hello, xin chào cả nhà. Chúng ta lại gặp nhau ở trong chương trình đêm muộn. Chủ đề của đêm nay là cái thời điểm biến động trên thị trường tài chính chúng ta có tính toán được trước không? Và cái thời điểm đấy thì tính toán thì chúng ta sẽ khi tính toán được rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nó như thế nào? Đây là một chủ đề rất là thú vị. Hầu hết mọi người tham gia vào cuộc chơi, tham gia vào đầu tư tài chính họ không biết điều này. Như chúng ta đã biết về kiến thức toán học thì ở trên một đồ thị nó sẽ có hai trục, một trục thời gian và một trục giá trị. Và hầu hết mọi người khi tham gia vào đầu tư, khi tham gia vào thị trường tài chính, họ chỉ quan tâm mỗi cái trục giá trị này thôi. Cái trục giá trị này nói lên là gì? Trị giá của cổ phiếu, trị giá của hàng hóa, trị giá của một sản phẩm nào đấy. Họ không quan tâm đến trục thời gian, hầu hết họ chỉ tập trung mắt vào mỗi trục giá thôi. Xem hôm nay giá biến động lên hay là biến động xuống, giá cao hay giá thấp, giá bao nhiêu, họ chỉ quan tâm mỗi đúng một thứ, đó là trục trục giá thôi. Còn ở trong phân tích đầu tư thì nó có một cái điều thú vị đó, một điều vô cùng thú vị, nó đó là gì? Là trục thời gian, timing hay còn gọi là timing. Đấy, còn trục thời gian. Thế cái trục thời gian này để làm gì? Nếu như một cái tọa độ đồ thị này, một trục như này, một trục như này, nếu như chúng ta biết được thời gian diễn ra là T1, chỗ này là T1, chúng ta gióng thời gian T1 lên, giá của nó là chỗ này, gióng sang bên này. Đấy, được chưa ạ? Thế là gióng từ trục bên này gióng sang bên này, chúng ta sẽ có một vùng tọa độ như này. Nào cả nhà hình dung ở chỗ này không ạ? Nào nếu anh chị em hình dung ra hãy comment là đã hình dung ra. Nào nếu anh chị em hình dung ra rồi thì hãy comment ở phía dưới là đã hình dung ra được không ạ? Nào, nếu anh chị em đã hình dung ra là gì? Đồ thị chúng ta sẽ có một trục thời gian, được không? Đó, một trục tung này là trục giá trị. Nếu như biết một giá trị thời gian T1 và biết một mức giá là P1 ở đây chẳng hạn. Mức giá là trên này, hai thứ nó giao nhau tại một cái vùng này, được cái vùng này là gọi là vùng vùng thời gian. Nếu như anh chị em đã hình dung ra thì comment xuống dưới là đã hình dung ra đúng không ạ? Nào anh chị em đã hình dung ra thì hãy comment phía dưới đi. Anh chị em bởi vì hôm nay tôi không ở trên lớp nên không có bảng ở đây để viết. Nếu như có bảng này viết thì mọi người hình dung ra dễ hơn. Nếu anh chị em hình dung ra rồi thì comment là đã hình dung ra đúng không ạ? Ok, nếu anh chị em đã hình dung ra thì comment xuống dưới. Hãy comment xuống dưới là đã hình dung ra được chưa? Hãy comment đã hình dung ra. Ok, đã hình dung ra. Rồi. Thế vậy là khi một cái điểm thời gian gióng lên và một bên giá trị gióng sang thì chúng ta sẽ ra được một cái vùng tròn tròn đấy, vùng đấy. Chúng ta tưởng tượng là một cái điểm tọa độ. Ở trong toán học nó gọi là một điểm tọa độ. Nếu như giả sử như giá của thị trường đang đi lên. Giả sử giá hiện nay giả sử chúng ta tính là 3 tuần nữa là giá nó đến một cái điểm giao cắt đấy và bây giờ giá nó đang đi lên, giá nó đang đi lên thì đến 3 tuần sau đến cái vùng giao cắt đấy là giá nó sẽ đảo chiều đi xuống. Đây, giá nó đi lên này đến cái chỗ giao cắt này thì giá nó sẽ đảo chiều đi xuống. Hoặc nếu như mà giá đang từ trên đi xuống, giá đang từ trên đi xuống đến cái vùng giao cắt ở chỗ này thì đến cái chỗ đó thì giá nó sẽ đảo chiều đi lên. Nào cả nhà hình dung hay chưa? Nào, nếu anh chị em hình dung ra rồi hãy comment ở phía dưới là đã hình dung ra. Được chưa nào? Nếu anh chị em hình dung ra rồi thì comment ở phía dưới là đã hình dung ra. Được chưa? Nào, comment ở gì? Nếu như anh chị em đã hình dung ra được cái điều đó rồi thì hãy gì? Hãy comment đã hình dung ra. Đấy, một là gì? Giá đi lên đến cái vùng đảo chiều thì giá sẽ đi xuống. Hai là giá đi từ trên đi xuống, xuống đến cái vùng chúng ta tính toán đấy thì giá nó sẽ đi lên. Được chưa nào? Nào, nếu anh chị em đã hình dung ra thì hãy comment là đã hình dung ra. Ok. Nếu như hôm nay mà có bảng ở đây thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều, được chưa nào? Đấy, thì những cái thứ này, những cái thứ kiến thức này tôi sẽ chia sẻ ở trong một cái buổi chia sẻ có tên là Trading Mastery, bậc thầy giao dịch. Ở cái buổi chia sẻ bậc thầy giao dịch đấy thì đây là một một khóa học có trả phí gọi là tượng trưng thôi để đo những ai thực sự là quyết tâm, còn những ai mà đến chỉ dạo chơi thì tốt nhất ở nhà. Đây là một buổi có thu phí nhưng phí gọi là bằng cốc trà đá thôi, bằng cốc cà phê thôi. Đấy, cho nên là bằng một cốc cà phê hạng thương gia của Trung Nguyên thôi, được chưa? Cốc cà phê hạng thương gia của Trung Nguyên thôi, cho nên là không đáng bao nhiêu tiền đâu mà được hưởng thưởng thừa hưởng một cái mảng nền tảng kiến thức rất là giá trị. Đúng rồi, chúng ta sẽ giao giữa giá và thời gian được sẽ ra được một cái tọa độ, và nếu như cái tọa độ đấy giả sử là hiện nay nó đang ở chỗ này, cái tọa độ đấy mình tính cách chỗ chúng ta đang đứng bây giờ là 3 tuần sau, giả sử tính cách đây 3 tuần sau. Ví dụ như hôm 19, ngày 19 tháng 3 tôi tính là ngày 29 tháng 3 là cộng trừ một ngày trong khoảng ngày 28 ngày 29 là nó sẽ có một cái điểm giao cắt trên đồ thị kỹ thuật này, điểm giao cắt có một cái điểm giao cắt này, điểm giao cắt trên đồ thị kỹ thuật này. Và gì? Từ hôm đó là giá nó đi lên, đang giang giá đang đi lên. Thế vậy đi giá từ hôm đấy tính là giá nó đang đi lên. Thế vậy là đến cái hôm giao cắt là cái hôm ngày ngày hôm nay là 28 và ngày qua mai 29
thì đến lúc đó là giá nó sẽ đi xuống. Thế vậy nếu như chúng ta biết được cái điều đấy trước 3 tuần hoặc là trước 10 ngày thì cái nhịp mua của chúng ta sẽ mua từ cái hôm đó đến lân cận cái ngày chúng ta tính toán ra trước 1 ngày thì chúng ta có thể chốt cái trạng thái mua đó, được chưa ạ? Chốt trạng thái mua đó và chúng ta set một lệnh bán khống từ cái chỗ cái vùng đó set xuống bán xuống. Ngược lại, nếu như chúng ta giá nó đang đi xuống như thế này, chúng ta tính ra cái vùng ở chỗ này là cái vùng đảo chiều thì chúng ta bán khống từ trên này, đến cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta chốt trạng thái của lệnh bán khống và chúng ta chuẩn bị tâm thế để chúng ta mua gom hàng lại để chúng ta thị trường đi lên. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Nào cả nhà hiểu được điều này không ạ? Nào nếu anh chị em hiểu điều này thì comment đã hiểu, còn ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu, được không ạ? Nếu ai đã hiểu điều này thì comment xuống dưới là đã hiểu, còn ai chưa hiểu thì có thể comment xuống dưới là chưa hiểu. Ok, nào dành cho 30 giây để chúng ta comment. Nào ai hiểu rồi comment, đã hiểu, ai chưa hiểu comment chưa hiểu, được không ạ? Đấy, cái điều này điều vô cùng thú vị để chúng ta chủ động trong cuộc chơi. Bởi vì người thành công là người kiến tạo trong cuộc chơi, chứ không phải là người bị cuốn theo cuộc chơi. Người thành công là người kiến tạo ra cuộc chơi. Vậy mình muốn là người thành công thì mình phải biết cách tính, các phương pháp tính để kiến tạo ra cuộc chơi này. Mình là người quyết định. Ok, nếu anh chị em nào đã hiểu cái điều tôi vừa chia sẻ thì comment đã hiểu, còn ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu để chúng ta cùng giao lưu. Ok, xin chào một số anh chị em mới tham gia livestream. Nếu ai đã hiểu thì comment đã hiểu, ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu, được chưa ạ? Để chúng ta cùng trao đổi. Không vấn đề gì hết, bởi vì có thể có những người nghe lần đầu tiên, có những người nghe một hai lần rồi thì nghe phát hiểu luôn. Thậm chí là những anh chị em là học viên của tôi chỉ cần mô tả phát là hiểu rồi, không cần phải nói nhiều. Còn ai mà chưa hiểu thì comment là chưa hiểu, không sao hết. Bởi vì đây là những thứ mới mà. Ok, xin chào Trần Thảo, xin chào một số anh chị em mới tham dự. Ok, nếu như anh chị em đã hiểu rồi, comment đã hiểu, được không ạ? Đấy, đây là một vũ khí vô cùng lợi hại. Một vũ khí vô cùng lợi hại. Ok, không sao hết, nếu chưa hiểu. Nếu như Chi Aki, em ở Hà Nội, Hồ Chí Minh. Huyền Chi Aki, nếu như ở Hà Nội, thì lát nữa anh sẽ gửi cái đường link gặp nhau để đăng ký ngày mai. Ok. Gặp nhau ngày mai, tối mai chúng ta sẽ giao lưu. Câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để biết được đoạn giao nhau vậy thầy? Thế nó mới thú vị chứ đúng không nhỉ? Đấy, người thành công là người biết những cái người khác, những thứ người khác không biết. Đấy, cái chỗ giao nhau đấy là nó có một cơ sở lý luận để tính được ra cái điều đấy. Ok, thời gian vẽ như nào? Ôi rồi, không vẽ, đấy không có vẽ vời gì hết. Ở đây phải có công thức để tính. Như chúng ta vào học đại học có những cái hàm, ví dụ là hàm vi phân, tích phân, rồi lằng nhằng các thể loại lên. Nhưng mà cái công thức này nó không đến mức độ khủng khiếp như thế đâu. Đấy, được chưa nào? Lê Thị Mai Ngọc Anh, làm thế nào để biết được đảo chiều? Ok, hẹn gặp bạn ở trong cái chương trình Trading Mastery. Trong chương trình Trading Mastery thì tôi sẽ tính toán, tôi sẽ demo cho một bạn, các bạn biết một trong những cái thứ mà tôi vẫn sử dụng liên tục. Được chưa? Ok, xin chào cả nhà, xin chào anh chị em đang theo dõi. Đấy, mọi người hiểu được rồi. Ok. Quê Bắc Giang. Ok, nếu Bắc Giang thì bay về Hà Nội. Bắc Giang bay xuống Hà Nội rất là gần đúng không nhỉ? Em vừa Hà Nội về học tập kiếm rồi, Bắc Giang thì xuống Hà Nội quá gần đi. Nhiều anh chị em còn bay từ Cần Thơ ra Hà Nội, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, Bắc Giang xuống đi xe taxi xuống khoảng tiếng hơn tiếng là xuống đến Hà Nội rồi. Chuyện đó rất là nhỏ. Đấy thì chúng ta sẽ gì? Sẽ tìm ra có một cái tính được một trục là trục sau khi nhá. Đây, cái nguyên lý tính như thế này. Đây, cả nhà nghe này. Giả sử giá nó đang ở trên này. Giá nó đang ở trên này. Giá có nhịp đi xuống như này. Đấy. Thì cái trục thời gian chúng ta chưa tính được đúng không nhỉ? Tại cái thời điểm ở trên này, chúng ta chưa tính được thời gian. Nhưng nếu có một công thức nào đó giúp cho chúng ta tính được cái điều là tính được cái tọa độ. Đấy, có một công thức nào giúp cho chúng ta tính được tọa độ. Xong từ cái tọa độ đấy chúng ta gióng thẳng xuống trục thời gian là nó sẽ ra ngày. Đúng không? Cả nhà hiểu thế này không ạ? Nào, nghe nhá. Giá nó đang ở đây, chúng ta có công thức, chúng ta tính được ra cái chỗ trục tọa độ ở đây. Đấy, trục tọa độ tất nhiên nó không thể chính xác được, mà nó cộng trừ một ngày. Nếu như anh chị mà tính ở trên đồ thị ngày, thì nó sai số cộng trừ một ngày. Thú vị không nhỉ? Nếu ở trên đồ thị ngày tính toán sai số nó sẽ cộng trừ một ngày. Thế vậy là như hôm trước là tôi tính ra ngày 29 tháng 3 thì tôi thấy là nó có cộng trừ một ngày, có thể lên ngày 28 hoặc nó xuống một ngày là nó xuống tận ngày 1, ngày 29 tháng 3 nhé. Nếu mà cộng trừ một ngày, nếu mà diễn ra trước là ngày 28 và diễn ra sau thì nó diễn ra tận ngày 1 tháng 4, bởi vì trong thị trường tài chính thì thứ bảy nhật nó nghỉ. Đấy, thế vậy cộng trừ một là như vậy. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay tôi tính toán lại thì tôi thấy là khả năng cao là diễn ra vào trong đêm nay. Và tôi làm một cái bài đăng ở trên website. Đây cả nhà nhìn trên website nhé.
một bài đăng ở trên website là đường 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 link tôi chọn đứng đây, một bài đăng ở trên website và tôi gửi lên trên group cho toàn bộ học viên anh em nhà tôi. Đấy, anh em đội của chúng tôi đây, trên này, trên đường link này đấy, trên cái đường link này nhá. Đấy, mọi người nhìn trên, tí nữa kết thúc cái video này thì xem đường link đấy. Đấy, thì toàn bộ những cái tính toán của tôi ở trên đồ thị trên đó nó chỉ ra luôn, và tôi nhắc sau đó là sau khi mà tôi tính toán cái điều này xong, tôi đăng nó lên lúc đâu đó khoảng 6 giờ tối, sau đó là tôi đi một vài công việc đó, đi một vài công việc và tôi quẳng cái đường link lên trên group cho đội nhà tôi để đội nhà tôi họ biết được cái điều này. Đấy, tôi đăng vào lúc 4 giờ cách đây, trước đây là 4 giờ trước, nó đâu đó khoảng 7 giờ kém đấy, 4 giờ trước thì là gì, tôi nói là cái phép tính của tôi là ngày 29 tháng 3 thì là diễn ra từ ngày 19 tháng 3 và diễn tính ra được ngày 29 tháng 3 và cái phép tính đó nó cộng trừ một ngày. Thế vậy ngày 29 là ngày mai, cộng lên một ngày thì là ngày 28 là tối nay. Thế vậy chiều nay tôi tính toán lại thì tôi thấy là khả năng cao là nó diễn ra vào trong tối nay. Nó xảy ra cái biến động mạnh vào tối nay và tôi lấy cái bài đăng đó tôi đăng lên trên group và tôi thông báo cho anh em là gì? Đây tôi đây mọi người nhìn nhá, nói có sách mách có chứng nhá. Đây. Đây. Nào cả nhà nhìn có rõ không ạ? Nào cả nhà nhìn có rõ không? Đấy. Cách đây 4 giờ trước tôi chia sẻ cái bài này ở trong một cái group có tên là, đây cái group của tôi đây, đây group catching, group catching được chưa? Đấy. Và tôi có đăng ở trên cái group này, những anh chị em nào trong group này thì sẽ được biết cái bài này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Cả nhà nhìn rõ không? Đấy. Thời điểm diễn ra sự kiện trên thị trường tài chính là ngày 29 tháng 3 cộng trừ 1 ngày. Rất có thể diễn ra vào tối nay. Đấy. Đấy chưa nào, cả nhà nhìn thấy chưa? Đây chi tiết xem ở đây. Thì tôi là cái bài đăng đấy là cái bài đăng tôi đăng ở trên này. Đấy. Cái bài đăng đấy tôi đăng ở trên cái web này, chẳng là đăng ở trên web này. Đấy, trên web này này. Được chưa nào? Đấy. Đây cái giờ đăng mọi người nhìn thấy không? Giờ đăng này, ngày đăng này. Đấy. Ngày 28 tháng 3 đấy, ngày 28 tháng 3. Thị trường. Ok, mọi người nhìn rõ không nhỉ? Nếu anh chị em nhìn rõ thì comment nhìn rõ là cả nhà nhìn rõ không ạ? Ok, cả nhà nhìn rõ không? Cả nhà nhìn rõ không nhỉ? Đây, đấy, tôi đăng ở trong cái group này. Và tôi có nhắc luôn anh chị em là thị trường tài chính này, cảnh báo này. Đấy, thế vậy là anh chị em nhìn rõ ở đây. Thế là có rất nhiều anh chị em ở trong group này là được biết cái bài đó. Ok, được chưa ạ? Nào, cả nhà nhìn rõ cái bài đấy không ạ? Nào, cả nhà có nhìn rõ cái bài tôi vừa mới chiếu vào màn hình không? Cả nhà nhìn rõ không? Ok, nhìn rõ không nhỉ? Nếu anh chị em nhìn rõ thì comment nhìn rõ. Rất là thú vị đúng không nhỉ? Tất cả nó đều có cơ sở tính toán hết, có cơ sở khoa học để tính toán được ra cái điều này. Tất nhiên là không bao giờ 100%, lưu ý nhớ điều đấy. Không bao giờ 100%. Cho nên nó mới sinh ra cái câu chuyện là cộng trừ một ngày. Tính ra ngày 29 có thể dương lên một ngày hoặc chậm xuống một ngày. Nếu anh chị em nhìn rõ thì có thể comment nhìn rõ cái phương pháp tính rất là thú vị. Đúng chưa ạ? Đấy. Cho nên là người thành công biết những cái thứ mà người khác không biết. Đấy. Rất là thú vị luôn. Ok. Xin chào Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân lên lớp mấy rồi Nguyễn Tuân ơi? Nếu như Nguyễn Tuân nghe rõ, trả lời thầy là em đang lên lớp mấy? Đấy, ở trong 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 cái nhóm của tôi là có một cái định nghĩa lớp 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 là gì? Là mỗi một người là một level. Tương ứng với level đó thì họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi lớp. Ok. Tuân lớp mấy rồi? Tính từ hôm học ở Ba Vì xong thì cái nhóm của tôi đã có người lên lớp 10 rồi. Đấy. Nhóm của tôi đã có người lên lớp 10 rồi. Còn có vài anh lên lớp 3, vài anh lên lớp 2. Thế vậy lớp ở đây là gì? Tất cả sẽ được tôi chia sẻ rất là kỹ ở trong lớp Trading Mastery. Đấy. Chia sẻ rất là kỹ ở trong cái lớp của tôi có tên là Trading Mastery. Thì ở trong buổi đấy tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em cái cách làm thế nào để ở trong thị trường tài chính nó có hai thông số, có hai thông số vô cùng quan trọng. Thông số thứ nhất là giá trị của thị trường. Một cổ phiếu bất kỳ, một cái giá hàng hóa bất kỳ, một mã coin bất kỳ, một cặp tiền tệ bất kỳ, một cặp hàng hóa bất kỳ, một cổ phiếu bất kỳ, một chỉ số chứng khoán bất kỳ, làm thế nào để tính ra được cái giá nó sẽ biến động đến đâu và làm thế nào tính được cái thời gian diễn ra sự kiện là thời gian đảo chiều. Đấy, một cái là thời gian, một cái là giá, sau khi là gì, hai cái thằng này tiệm cận nhau thì chúng ta sẽ ra được cái vùng. Được chưa nào? Ra cái vùng. Thế vậy là nếu anh chị em quan tâm đến cái kiến thức vi diệu đó thì hãy comment xuống dưới là tôi quan tâm. Được chưa? Tôi quan tâm, lát nữa đội nhóm tôi sẽ gửi cho cái đường link để cho anh chị em có thể là có mặt trong cái buổi trong cái buổi học, cái khóa học đấy. Thì cho đây là một khóa học có trả phí, cái phí nó không đáng kể đâu, coi như bằng một cốc mà chúng ta uống cốc cà phê doanh nhân ở tại Trung Nguyên thôi. Ok. Mùa hở đâu, em ở nước nào mà không đến được? Mùa hở em ở nước nào nhỉ?
Ok đấy. Thế vậy là đấy là những cái thứ mà cực kỳ quan trọng, cực kỳ vi diệu. Một mặt là gì? Một mặt là mức giá, một mặt là trục thời gian. Khi chúng ta tính được hai thằng đấy rồi, nó ra được cái vùng này rồi. Nếu như giá đang từ đây lên đến chỗ này thì là chỗ đảo chiều, mà đang đi từ trên này đi xuống là chỗ này là chỗ đảo chiều đi lên. Thế vậy là khi đó chúng ta biết được hai cái thứ đó rồi thì hoàn toàn chúng ta sẽ làm chủ được cuộc chơi, được chưa? Hoàn toàn cũng làm chủ được cuộc chơi, và lúc đấy là chúng ta sẽ là người là chủ động đấy, tạo ra cuộc chơi mang tính chủ động, nó không còn bị động nữa. Ok, nếu như anh chị em nào đã biết được cái bài phân tích, cái bài chia sẻ của tôi vào ngày 19 20 tháng 3, biết được là cái ngày biến động của ngày hôm nay. Đấy, ngày biến động của ngày hôm nay đây, tôi cho mọi người xem cái biến động của ngày hôm nay nó tít mù như nào để cho mọi người biết này, tít mù này. Đây cả nhà nhìn, có thể nhìn nhìn chút nha, tôi share cái màn hình lên cho cả nhà biết này. Đây. Cái này thì tôi đã tính toán trước từ cách đây chục ngày trước, và hôm nay thực sự là một ngày quá tuyệt vời luôn. Nó biến động này cả nhà nhìn nhá. Đây, cả nhà nhìn đây. Đấy, cả nhà nhìn thấy rõ không? Đây này. Đấy, thế vậy là cái điểm biến động, cái khu vực biến động này, cái khu vực này, khu vực đây, còn nếu như đang đi từ dưới này đi lên, đang đi từ dưới này đi lên, đến cái khu vực này thì có một cái điều gì diễn ra ở đây để cho nó giảm đi xuống như thế này. Nào cả nhà hiểu điều này không ạ? Có điều gì diễn ra ở trên này, có cái thông số nào, có chỉ báo nào, có một cái công thức nào mà giúp chúng ta nhìn được đoạn này nó sẽ đảo chiều rơi xuống đây. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thị trường thứ hai mà tôi rất là thú vị, tôi rất là thích nha. Đây là cái thằng này. Đấy. Thằng này là chỉ thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500. Được chưa? Nào cả nhà nhìn rõ không ạ? Đấy. Ok, đấy, nếu như anh chị em nhìn rõ cái điều này thì đấy, tính toán từ đây đến đây đảo test xuống. Ok, buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay 30 phút đã hết. Phan Thành Nguyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở các cái buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.